cành em ăn. Cơm thôi anh ơi. Cái món gì đây nè? Hai bọt.
chị gái. Cá ngừ. Một cá ngừ. Này thế này. Gà phải không? Dạ dạ, một cá ngừ một gà. Thank you.
trong trường ở đâu? Đó đó. Bà nữ nói á, bà cô ngày qua cho ba ăn á. Thank you.
bịch này đi đó. Cho nó chấm chấm. Ok, hai ba hộp thôi. Chọn em. Ăn cái gì chị lấy cho. Một sườn. Một sườn. Một ớt. Rồi, nào nữa cưng? Một cá ngừ. Chút cho em nó trang xong nha anh. Cho em nó trang xong. Thường hả cô gái? Cái hồng. À, cho em biết. Ra lên từ thời miếng nào. Áo hồng. Áo hồng.
một gà kho. Dạ dạ. Hai hộp này chung hả? Dạ không, một hộp hai người. Một gà kho trước đi. Hay không? Cái kho có sao ra. Cơm này của anh này có anh không nào. Anh đây là nhóc này nè. Cơm mít rau nhiều. Anh gì? Ừ. Nghe đủ chưa? Đây nè, của anh em làm rồi cơm nè. Cơm mít rau nhiều. Hộp lồng của ảnh nè. Ăn giá xào không? Em bỏ vô hết rồi. Có hết giá nguyên hả? Rồi. Hộp được gà của mấy nè. Anh Thành cái gì đó mới chỉ đó. To gì đó.
tỷ. Mấy con anh tỷ ha. Này nè. Dạ anh trứng thịt kho. Rồi, đuôi gà. Ừ. Em xuồng hả Bình? Rồi.